từ 10.000 bạt cho tới 50.000 bạt kể từ khi bị phát hiện vi phạm cho đến khi vi phạm chấm dứt. Ngọc Phương, phóng viên cho Việt Nam, thường trú tại ASEAN. Với mong muốn giữ gìn nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nghệ nhân cao tuổi, người Vân Kiều Paco ở huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị đang ngày đêm nỗ lực gìn giữ những loại nhạc cụ dân tộc. Với họ, có bảo tồn được những nhạc cụ truyền thống, những làn điệu âm nhạc dân tộc mới giữ được hồn cốt của bản làng. Trong một hình ảnh của cuộc sống ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện bảo tồn khèn bè và âm nhạc truyền thống của hai anh em ruột người Paco để cùng lan tỏa tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống còn sót lại nơi đại ngàn Trường Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.